Đang cùng với đài trên IBC TV trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến với tất cả quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong ngày đầu tuần hôm nay. Chúng ta bước sang ngày thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng 11 năm Quý Mão. Bắt đầu sẽ là thời tiết tại khu vực đi đô Sài Gòn. Sáng ngày hôm nay trời có nắng và mây đang xen tại vùng đi đô Sài Gòn và tối ngày hôm nay tại đây đôi lúc trời có mây. Thời tiết se lạnh khi nhiệt độ không thay đổi nhiều so với những ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay đã ở mức vào khoảng 67 độ cho ban ngày, giảm xuống chỉ còn vào khoảng 46 độ cho buổi tối ngày hôm nay. Bình minh sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 54 phút, hoàng hôn vào lúc 4 giờ 49 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình khá cao từ 72% vào ban ngày tăng lên đến 85% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển 6 dặm một giờ từ hướng Tây Nam vào ban ngày. Chiều tối ngày hôm nay sức gió yếu hơn từ hướng Đông Đông Bắc 3 dặm một giờ và chỉ số UV Index đạt ở mức vào khoảng 3 trên 11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ ba trời ấm dần với nắng và mây đang xen trong ngày mai, tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt trong ngày mai tăng nhẹ lên đến 70 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 46 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Sức gió trong ngày mai với cường độ từ 3 tới 5 dặm một giờ từ hướng Tây Tây Bắc vào ban ngày, Đông Bắc vào ban đêm. Và mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 55 phút. Sau đây sẽ là thời tiết ngày đầu tuần ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có một ngày thứ hai vô lượng an lạc và những ngày nghỉ lễ thật nhiều ấm áp.